Vua Minh Mạng, vị vua thứ hai của triều Nguyễn. Lên ngôi năm 1820, tên húy là Nguyễn Phúc Đảm, sinh năm 1791, là con thứ 4 của Gia Long. Tháng Giêng năm 1820, Thái tử Đảm lên ngôi vua, niên hiệu là Minh Mạng. Minh Mạng có tư chất thông minh, hiếu học, năng động và quyết đoán. Là người tinh thâm nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, Minh Mạng rất quan tâm đến học hành, khoa cử, tuyển chọn nhân tài. Năm 1821 cho dựng quốc tử giám, đặt chức tế tử và tư nghiệp, mở lại thi hội và thi đình, chức 6 năm một khoa thi, nay rút xuống.